huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn Cờ Vua Thế giới, giáo viên trường Kai Sachet School sẽ giới thiệu về bàn cờ vua. Để bắt đầu mà chơi cờ vua thì chúng ta sẽ cần một cái bàn cờ trước. Bàn cờ thì bây giờ khá là thông dụng rồi. Và với những cái bàn cờ truyền thống ấy, thì nó sẽ có hai màu, đấy là màu trắng và màu đen. Ở trên bàn cờ bây giờ thì cờ vua đã trở nên rất là phổ biến và nó cũng có rất là nhiều những cái sáng tạo của các bàn cờ. Đấy là có bàn cờ thì màu hồng, có bàn có ô thì màu hồng, màu xanh. Ở trên bàn cờ thì sẽ luôn có hai cái gam màu tương phản với nhau. Đấy là chúng ta sẽ có những ô màu trắng và những ô màu tối hơn, người ta gọi đấy là những ô màu nâu, những ô màu đen. Chúng ta sẽ có 64 ô cờ ở trên bàn cờ như thế này. Bàn nó sẽ có bao gồm đó là các cột dọc, các cột A, B, C, D, E, F, G và H. Tương ứng với nó đó là 8 hàng ngang với cả các số, đó là từ hàng ngang số 1 này, hàng ngang số 2, hàng ngang số 3, hàng ngang số 4, hàng ngang số 5, hàng ngang số 6, hàng ngang số 7 và hàng ngang số 8. Có một cái điều thú vị đấy là hơn 1 tỷ người chơi cờ đấy, tất cả đều đang miệt mài để tìm kiếm và để mà khám phá những cái bí ẩn của 64 ô cờ. Chỉ có đúng 64 ô thôi, thế nhưng mà chưa có một ai có thể giải đáp được cái câu đố, những cái bí ẩn của 64 ô cờ này.